Vâng, chúng ta tiếp tục đến với bonsai Bùi Toản, địa chỉ xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Chúng ta quan sát một cây tùng, đây là tùng Đài Loan nhé các bác nhé. Phải nói cái bệ cây tùng này tôi ngắm mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, cái bệ nhãn. Anh đừng nhổ cái gì đấy, thưa kệ đi, bỏ đi, anh quay cái hướng này, đây này. Đấy, từ từ nhá. Đẹp không? Nó trải ra toài ra mà nó mịn tít luôn đấy. Chú dí nguyên máy quay để cho quay bốn. Đấy, đẹp thế chị. Bộ chân này đúng 24 giờ luôn, bệ nhãn. Trải đều và móng bóp hết. Bởi vì trên cái chậu này cũng lâu năm rồi. Vâng. Tuổi chậu cũng lâu. Đấy, xong lên trên nhá, lên trên các cái nhánh thân này. Và bóng của cây này thì rất là sải rộng tán, rất rộng nhưng mà lại lùn. Vâng. Đây, tôi lấy cái bóng tổng thể cho anh xem. Cây rất lùn lực. Đấy. Mặt chính này. Đây, sẽ xoay đúng mặt chính luôn. Đấy. Chơi thì chơi tứ diện nhưng vẫn lấy mặt đấy là mặt chính. Vâng. Mặt bệ đẹp luôn. Được rồi đấy, anh đo đi được rồi đấy. Vâng. Trong chậu tròn, chậu tàu thôi. Kích thước dài phú bì là 5-65. Vâng, chậu tròn như này có chiều dài. Vâng. Chiều cao là 60 chú. Chỉ cần nói là chậu tròn bao nhiêu là người ta hiểu đó là đường kính rồi. Chiều cao là từ mặt chậu 60. Từ lúc ăn cơm trưa xong rồi lão uống nhiều quá. Tổng thể sải tàn là 1m1 chú. Vâng. Sải tàn rất là rộng, cây thì rất là lùn. Lúc sáng làm thì tỉnh táo hơn nhưng lại hút thuốc. Lúc chiều làm thì hơi lẫn nhưng được cái lại không hút thuốc. Phần thân tại vị trên này chỗ nào là 33 chú. Vâng. Tôi nhắc nguyên văn lại cái bình luận của một anh nào đó nhảy vào kênh bình luận này. Bác Sinh ơi bác Sinh, cháu nhờ bác một việc này cái. Vâng. Mỗi lần bác quay video bảo anh Duẩn bỏ thuốc đi được có được không bác? Đấy, nguyên nhân người ta nguyên văn câu ấy. Quan tâm đến sức khỏe. Quan tâm đến sức khỏe của anh. Thế tôi hỏi là thế bạn là ai mà bạn quan tâm đến anh Duẩn thế thì người ta lại trả lời luôn cháu là bạn gái của anh Duẩn. Đấy, thế chị đi. Vâng. Vậy là cây này... giao lưu thì giá bao nhiêu anh? Vâng, tôi xin báo giá giao lưu cây tùng Đài Loan này là 60 triệu chú. Vâng, giá 60 triệu. Hai người bê được nhỉ? Lúc nãy tôi thấy anh chuyển xe nâng lên là hai người bê. Chào rồi. Tùng Đài Loan. Xong nhá, chuyển đi sang cây thông này đi. Không cho đẩy xe đẩy vào à? Không không. À, thôi được rồi. Vì canh để xe xa thế. Cây thông dáng văn nhân này. Lại chạy đi châm thuốc rồi, vừa khen được câu lại chạy đi châm thuốc. Cơn nghiện nó lên không chịu được. Thôi cứ cầm lấy mà ấy này, vất đấy, vất đấy nó cháy mất nó phí. Cố quan tâm thì mình bỏ ra chứ. Vâng. Nhớ ai như nhớ thuốc Lào. Thuốc Lào, chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Cây này cái tông cao nhìn cũng khéo. Kéo thước lên sao nữa, cao bao nhiêu. Đúng cái chỗ thân nó còng ấy. Rồi. Từ mặt chậu lên là 96 chỗ. 96, à. Xong. Vòng thân nữa thôi. Vị trí này là 19 chỗ. Được rồi. À. Cây này bao nhiêu tiền anh? Vâng, cho xin báo giá giao lưu có bác cái thùng là 2 triệu rưỡi. Ừ. À. Rồi, 2 triệu rưỡi nhá. Bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây xanh này. Ôi giời, cái thân cây xanh ông ấy dùng cao siết như là vảy rồng. Chéo vuông vuông. Cây xanh cổ đâu? Cái này.
Rồi, anh đo hộ lý anh Duẩn đấy. Nằm trong cái chỗ tàu cũ miệng hoa chứ. Kích thước tròn 43. Vâng. Chiều cao từ mặt chậu là 85. Giải tàn 90. Hoành thân chỗ đo tại đây luôn. 20 chú. Giá bao nhiêu anh ơi? Vâng, tôi xin báo giá giao lưu các bác xanh là 6 triệu. Vâng, 6 triệu đồng. Làm trong chậu tàu cũ miền Ngọc. Rồi, ok nhá, chuyển nhá. Và bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây si. Rất đẹp đấy chú. Si này cắt tỉa tạo râm thì nó sẽ nhỏ lá. Đây đang để sổng để nuôi. Những cái quan trọng nhất là chúng ta ngắm cái bệ này. Bệ nó cũng rất là đặc nhá. Liền lạt luôn. Do điều kiện kinh tế chia sẻ là anh em nào giao lưu được và chinh phục tiếp. Cũng được mà. Lên trên này rất là côn thu đầu ấy rồi. Hai vai hai bên rồi. Đấy, quay tròn đi một vòng nữa đi. Máy bên này nó vẫn là sắc nét hơn. Rồi, bây giờ anh đo nhá. Đo hết quàng hết cái thân của nó này. Đây là động cái khay tàu. Bầu dục. Chiều dài là 51. Chiều ngang là 37 thôi. Có khoảng tổng thể cái này luôn. Được rồi, đây là thân rồi đấy. 70 thôi. Vâng. To mà. Chiều cao này là 42. Giải tàu là 70. Bóng hiện tại sau này anh em phun giật lại. Và cây si này giá bao nhiêu anh? Giá cho người có bác cái si này là 12 triệu. Giá hai mặt, mặt sau của nó nhìn đẹp. Quá đẹp đấy, 12 triệu. 3 đến 5 năm nữa. Tay nó to hơn chút và nó có bông có tán rồi. Hoa cốt hết rồi. Ngon lành. Rồi, chúng ta di chuyển đến cũng một cây si nữa. Hình như hai cây này nó cùng dòng nhau. Vâng, cùng dòng, cùng chất đẹp đấy. Cùng chất si. Cây này thì bệ nhỏ hơn chút. Ôi giời, nó lì ghê nhỉ. Rồi, quay đi. Rồi, được rồi, đo nhá. Anh đo đi. Nằm trong chỗ chữ nhật. Thép Vĩnh Long, chiều dài 44 phú bì. Chiều ngang là 29. Cái si chiều cao khá cân đối. Chiều cao từ mặt chậu, chỗ đó rất cốt thôi là 29 luôn. Cái khoảng cả cái thân. Rồi, được rồi, thân tứ chỗ đấy là được rồi. 37 thôi. 37. Rồi, cái phôi si này thì bao nhiêu? Vâng, xin giao lưu cái cốt này là 9 triệu. Vâng, giá 9 triệu. Vâng. Rồi, vâng, bây giờ mời các bác thưởng thức một cây xanh cổ. Cái chất đá ở dưới bệ cây là toàn là đá xỉ. Mọi ngày các cụ chơi là chỉ có quẳng những cái cù xỉ lò vôi lò gạch vào đây. Một cây xanh quê. Tuổi rất là cao rồi. Từ dưới mép rễ.
rêu địa y nó bám hết lên tại ngọn luôn. Địa y lên tới dòng một chút. Vâng. Quay sơ mà lấy tí cho con quay lại mặt sau. Rồi đấy, anh quay đi. Đẹp hơn. Và cũng thế, dễ nó dễ xanh quê thì nó nhỏ và nó đan xen. Nó như là lưới. Đấy, cái viên xỉ ném vào đây. Già khủng khiếp nha. Mốc hoa cầu toàn hình. Thế nào? Rồi coi đấy. Vâng, anh đo đi. Làm trong cái chậu bầu dục chút đầu. Chiều dài phú bì là 90 chút. Vâng. Chiều ngang phú bì là 60. Cao từ mặt chậu 90 luôn. Tổng sái tàn 1m15. Quảng cái phần này thôi nhé. Tại vị trí này là 86 trụ. Vâng. Dưới này nó phải 1m2. 1m2, 1m3. Bao nhiêu tiền anh ơi? Vâng, tôi xin báo giá giao lưu cây xanh quê là 15 triệu. 15 triệu. Vâng. Cây xanh quê, xanh cổ già quá. Anh đứng bên cạnh cho tôi xin chụp ảnh, tôi làm cái ảnh bìa cây này cái. Vâng, vâng. Rồi, chụp nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn anh. Vâng, bonsai Bùi Toản, chúng ta giao lưu qua hai số điện thoại, anh Toản và anh Duẩn. Vâng, bây giờ chúng ta với cái phút cuối của cuốn video này, cũng là cái cuốn video tôi chia tay với anh bonsai Bùi Toản để về Ba Vì. Mời các bạn thưởng thức một cây tùng La Hán. Tùng này lá đẹp, phải công nhận. Lá ngắn, nhỏ lá, nó không như những cây tùng khác. Dòng cây này lá đẹp quá. Mà chúng ta nhìn xa thấy mỗi chúm lá nên như là bông hoa luôn. Chọn được cây tùng nhỉ, lá như này chơi mới là đẳng cấp. Vâng, đúng rồi, tôi đang khen về cái chất tùng này. Gặp được cây tùng La Hán mà dáng cực đẹp mà lại được chất lá như thế này thì phải nói là chơi rất đẳng cấp luôn đấy. Đây, chúng ta nhìn nó cái chúm như bông hoa. Lá nhỏ mà đốt rất là ngắn nhé. Đây, sướng không? Chi chít vào. Rồi anh đo đi anh ơi. Dạ vâng. Quay lại cái mặt chính thì đo luôn thì rõ. Rồi đo đi. Đây nằm trong chậu chữ nhật. Chậu ép của Vĩnh Long chú. Chiều dài phú bì là 70. Ngang phú bì là 50. Bóng rộng cây rất lùn chú. Cây cao chỉ có 50 thôi. Vành thân cho đo tại chỗ này luôn. 26 trụ. Sải tàn là 1m15. Vâng, giao lưu giá anh vào anh. Vâng, xin báo giá giao lưu của bác cái tùng La Hán và tùng Quý Phi đấy chú. 12 triệu. 12 triệu. Anh vừa nói là tùng Quý Phi à? Vâng. Tức là tùng này để cho vợ vua chơi à? Vâng. Bạn gái của vua chơi à? Yêu của vua.
Hoàng hậu luôn. Còn hoàng hậu thì cũng gọi thì ông bà chắc không thích chơi tùng rồi. Chắc là người yêu vợ vua. Tài nhỉ. Bây giờ tôi nghe tôi đi. Không nhưng mà phải nói là chủ tịch phường chơi được chú. À, tức là chủ tịch phường chơi được. Của chủ tịch phường chơi được. Tôi phải thừa nhận là được cây tùng La Hán, cái lá của nó đẹp thật đấy. Lá rất đẹp. Rất tuyệt vời chứ. Nếu mà thân này có chọn được cây tùng thân pháp cốt cách đẹp, dáng đẹp mà được cái chất lá này thì đúng là toại nguyện. Giá 12 triệu. Ok. Còn cây nào nữa không anh? Vâng, với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video cuối cùng để tôi chia tay với anh Toản và anh Duẩn. Đây là số điện thoại của hai anh, các bác có thể quan sát ở những phút cuối để chúng ta lưu lại có những cái giao dịch cho nó tiện việc hơn.